Rồi tới công chuyện rồi cả nhà ơi, mong cả nhà chia sẻ giùm video clip này nghe cả nhà. Tìm người đây, tìm người đây cả nhà. Hôm qua là trong cái số mà những Nico xuất hiện tại coi như là xuống tại cái chỗ sư Minh Tuệ thì có một sư cô. À, một không phải là sư cô đây, kêu bé này đi đây. Bé này hôm qua là xuống tóc đây cả nhà, đây là bé này xuống tóc. Nhưng mà ngày hôm nay thì trên không gian mạng có một cái dòng tin nhắn xuất hiện ha. Dòng tin nhắn xuất hiện như thế này đây. À, bé là em ruột của em đi học ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bị lôi kéo ạ, mọi người giúp đỡ gia đình em với, chứ giờ không biết em ấy ở đâu và liên lạc không được ạ, mong mọi người báo công an nơi gần nhất giúp gia đình em ạ. Cả nhà phải chia sẻ mạnh lên nha, hôm qua cái đạo tà đạo mà xuất hiện ngay chỗ mà cái chỗ mà sư Minh Tệ đó, còn bé này là cái người xuống tóc cả nhà nhớ không? Mấy anh em YouTube người ta khuyên quá trời, người ta nói em ơi suy nghĩ kỹ chưa, em ơi suy nghĩ kỹ chưa, cả nhà chia sẻ mạnh giùm em nha, để cho công an vào cuộc, mọi người thấy cái nhóm mình xuất hiện đâu báo ngay cơ quan công an nha cả nhà. Này có dấu hiệu coi như là chiêu dụ dụ dỗ gì rồi, cái đám tà đạo này rồi cả nhà. Đây nè, có một dòng tin nhắn này nè cả nhà đó, mình đọc mình rất là hoang mang không biết là thật hay giả. Mình đang liên lạc với cái chủ nhân cái nick này, mình đang liên lạc nhưng mà chưa được, mình thấy mình nhắn tin này sáng giờ mình chưa thấy trả lời, chưa thấy hồi âm, nhưng mà thấy một dòng tin nhắn này mình thấy cực kỳ nguy hiểm nha cả nhà. Đó, hôm qua cả nhà nhớ rằng là hôm qua cũng có một một bé gái mà coi như có mặt, mình nói mình có lên livestream mình nói đó các bạn, mặt khờ khạo đờ đẫn ra thì không biết với cái nhóm này nó sử dụng cái thứ gì. Nhưng mà hôm qua thì mình thấy một dòng tin nhắn của một chị khán giả nói là tụi này thường thường nó hay dùng cái dạng mà ngải nói ngải đồ đó. Bản thân mình đó thì tin trên đời này mình không có tin, không có bùa ngải, nhưng mà trong những cái trường hợp đặc biệt thì không khoa học và cũng không ai giải thích được thật sự, cái đó là thật sự. Nhưng mà nói về vấn đề mà dính ngải đồ thì bản thân gia đình mình, chính ba ruột của mình là cái người dính, và ba mình là kể lại và chính mẹ mình là chứng kiến. Rồi cái sự việc nó gì xảy ra như vậy đó thì không tiện kể ở đây, nhưng mà bản thân mình đó thì mình không tin lắm, nhưng mà khi mà chính ba mình kể lại đó thì lúc còn thanh niên còn đi chơi đó, nói chung là dính. Cứ bỏ qua câu chuyện không bên đi, thì bây giờ cả nhà mong cả nhà chia sẻ giùm ha, chia sẻ video clip này mạnh giùm. Hôm qua chính cô gái này là cô gái xuất hiện trong cái nhóm mà coi như là vừa cái đạo mà đạo nhân quả đạo gì đó cả nhà. Đây chính cô gái này xuất hiện nha, và tôi thấy một dòng tin nhắn, chính là người không biết là sư tự xưng là em ruột của họ rồi đi học, cô gái này là đi học Sài Gòn nha. Tôi đọc lại một dòng tin nhắn nữa cả nhà nhớ chia sẻ giùm em mạnh mạnh nha, để tìm ra bé này. Bé là em ruột của em đi học ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bị lôi kéo à, mọi người giúp đỡ gia đình em với à, chứ không biết em ấy ở đâu và liên lạc không được ạ, mong mọi người báo công an nơi gần nhất giúp đỡ gia đình em đó. Thì ngày nếu mà ngày hôm nay hay ngày mai gì đó cái nhóm tà đạo này mà xuất hiện đó thì cả nhà báo công an nơi gần nhất nha cả nhà, báo công an nơi gần nhất để kiểm tra có hay không cái vấn đề này đó. Đây là cái clip hôm qua, mình sẽ bật cái clip hôm qua cho cả nhà xem, là chính cái em này là cái người đã coi như đây này. Đây nè cả nhà, em này rất vui vẻ hào hứng nè, quy y nè, cả nhà nhớ không, nhớ cái em này không? Em này là hình như hôm qua tôi nghe nghe không lầm thì em này 24 tuổi, và anh em YouTube khuyên hết lời luôn nè. Để lại nghe lại từ đầu. Mấy anh em YouTube suy nghĩ kỹ chưa? Đó. Người ta suy nghĩ cho kỹ, mọi người kêu suy nghĩ cho kỹ nha, suy nghĩ cho kỹ nha. Nhưng mà em này không, thì bây giờ cả nhà chia sẻ mạnh giùm em nha. Đây nè cả nhà nhìn đi, không cả nhà nhìn đi nè, đó em này đó ha, bên đây cả nhà nhìn đi. Đó, từ ngày con gặp đạo nhân quả là con vô cùng hạnh phúc cả nhà thấy không. Đây là cái em này, chính cái em này hôm qua là cái người mà đã coi như là xuống tóc, và chính là dòng tin nhắn ngày hôm nay gia đình tìm kiếm, mong mọi người chia sẻ giúp nha.
mong mọi người chia sẻ giúp, bởi vì cái nhóm này nó xuất hiện thì chúng ta thấy những cái điều rắc rối. Và đây nữa nè, đây người già nè, đây là cái nhóm này xuất hiện đây cả nhà. Mọi người ơi cảnh giác nha. Mọi người có thể là báo cơ quan công an gần nhất, vì cái đạo này rất là lạ nha, mình hồi nào vẫn mới nghe. Đúng rồi, xuất hiện nhiều lần rồi. Khứa Mắt Kiến này là hôm bữa phát sách bị công an mời nè cả nhà. Đây là Khứa Mắt Kiến nè, phát sách ở trên như là Nghệ An bị công an mời nè. À, Hà Tĩnh. Đó cả nhà, nó rất là rối loạn luôn cả nhà ơi. Ông cả nhà chia sẻ giúp nha, chia sẻ giúp anh em để coi như là để coi gia đình người ta biết đường người ta tìm cả nhà. Chứ cái kiểu này là thua rồi đó cả nhà ơi. Bởi vì một cái đạo rất là lạ và lôi kéo rất là nhiều người. Hôm qua có một cái cô bé này rất là mặt rất là khờ khạo, cả nhà nhớ em nói không? Mặt rất là khờ khạo, đây cô bé này, nè. Đây cả nhà. Đây, cô bé này đây. Cả nhà nhớ không? Có chính cái cô gái này nha, cô gái này mới 14 15 tuổi vậy thôi. Mặt rất là khờ khạo khi mà những người lớn đem theo như thế này, thì không biết cô bé này còn đủ tỉnh táo hay không. Không biết là cha mẹ ở đâu, hay hoặc là trong cái nhóm người đó có cha mẹ hay có người thân, có ông bà gì không, thì thật sự là không ai biết được. Mong cả nhà chụp màn hình lại, chia sẻ lên các hội nhóm xem em này là con của ai ha cả nhà. Em này là con của ai, để làm chi, để cho công an người ta vô cuộc, người ta xử lý mấy cái đạo tà đạo này cả nhà. Đây nè, đây nha cả nhà, nhìn kỹ đi, chụp màn hình lại đi cả nhà. Đây, chụp màn hình lại đi cả nhà. Đây đó, chụp màn hình lại đi cả nhà. Đó, đây là con gà, con cái của ai, hay là những người cha mẹ ở trong đó, thì mình không biết được. Cái mặt em nó rất là khờ khạo, khi mấy anh em YouTube hỏi tới đâu thì dạ tới đó, có nói có, không nói không, trả lời liên tục như vậy. Mình thấy mình rất là lo lắng, cực kỳ lo lắng luôn nha cả nhà. Cho nên á cực kỳ mình lo lắng ha, mình lo lắng cho cái sự việc mà coi như là những cái hội nhóm này xuất hiện. Những cái hội nhóm này xuất hiện thì mình không biết là cái chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng mà trước mắt mình thấy một người đã nhắn tin như vậy, mà mình có liên lạc rồi, nhưng mà chưa thấy họ trả lời như thế nào. Thật sự nếu mà thật sự họ cần thiết thì mình chở ra đi tìm những cái hội nhóm đó luôn, lấy bắt con về cho bằng được. Đó là mình hứa luôn á. Tại vì cái kiểu này là không được, đúng không cả nhà? Không có thể là chiêu dụ, mà cái đạo này nó lạ lắm cả nhà. Hôm qua nghe mấy anh em YouTube kể rằng á, sao cả nhà, kể rằng là đạo gì ngộ, nó rủ mình đi tu chung cho vui lắm. Đạo này tu vui lắm, đạo mà tu vui, tu là ta tìm thấy cái những cái mà đức hạnh, tìm thấy cái đạo lý, cái chân lý, thấy không? Tu mà vui là sao? Bữa tu vô giống nhảy múa ca hát, hay là nhảy lambada hay cha cha cha, hay là tối coi như lấy bịch năm bịch mười là ngồi tụm năm tụm bảy mà vui, đúng không cả nhà? Vô lý vậy, đúng không? Mình nói thật sự, mình không phải phỉ báng bất kỳ hết, ai tu tập cũng tốt hết trơn. Nhưng mà có những cái thành phần mà đi chiêu dụ người này, đi chiêu dụ người kia là phải thận trọng. Nó phải thận trọng. Chẳng hạn trong cái clip, cả nhà cũng thấy rằng á, là cô bé vừa rồi, đó là cô bé là coi như là đang rất là coi như là người nhà đang tìm kiếm đó. Thì mình chưa biết sự thật như thế nào. Thì bây giờ mình thấy
đăng trên mạng như vậy thì mình đem lên mạng mình la làng trước cái đã, thấy không? Với là họ xuất hiện trong cái nhóm mà coi như rất là lạ như thế, mình đầy hoài nghi như thế, thì á người ta kêu báo công an đi gần nhất. Thì hôm qua thì thật sự công an người ta không biết, hôm qua là công an người ta có xuất hiện, nhưng tại vì người ta không biết cái thông tin này, nếu người ta biết thông tin này chắc chắn là người ta sẽ giữ cô gái lại và người ta liên lạc về cái chỗ mà đó, rồi bắt đầu là người ta sẽ xem cô gái như thế nào. Cả nhà biết trước đây có một trường hợp nó giống y như vậy, tới thời điểm này là không biết mặt mũi nằm ở đâu, đó là trường hợp tà am, đó là thiền am bên bờ vũ trụ. Thì xuất hiện thiền âm bên bờ vũ trụ thì cũng có những chiêu dụ những người nam người nữ đến đó tu trăng thanh gió mát, tu hú, tu tổ chức ca nhạc, tổ chức đủ thứ trò hết trơn á, mà nói chung là làm những gì mà coi như là Phật pháp, trái ngược lại với Phật pháp đó nha. Đó thì bây giờ cô gái Diễm My tới thời điểm này thì không biết Diễm My ở đâu, cả nhà thấy rất là lạ không? Đó, tu cái đạo gì rất là vui, rất là nhộn, nam có nữ có, một nhà một đống gì đó đó, rồi cứu ruột cái đầu là hả, bây giờ cô gái Diễm My ở đâu? Nếu như cô gái này thật sự nha, nếu như cô gái này là thật sự là cái người mà coi như là cần tìm kiếm, cần coi như là cái sự hỗ trợ, gia đình cần sự hỗ trợ, thì chắc chắn anh em YouTube nó sẽ tủa ra nó hỗ trợ hết mình. Bởi vì á những con người này á thật sự nói với quý vị á cực kỳ mà nguy hiểm với xã hội, nếu mà thật sự họ không có chính thống, rồi họ đi coi như họ rêu rao, họ đi chiêu dụ hết người này tới người kia như vậy rất cực kỳ nguy hiểm, đúng không? Bây giờ một cô gái thì như vậy rồi, thì tiếp theo một cô gái 15 tuổi đó thì sẽ như thế nào nếu thật sự cô gái 15 tuổi đó cần sự giúp đỡ, đúng không cả nhà? Cả nhà nhớ chia sẻ mạnh mạnh lên giúp giùm nha, để tìm thông tin cho gia đình nha. Cái nick là tôm tép trên Facebook đó nha, có bốn người chụp chung một tấm hình nữa cả nhà. Nói chủ nhân là cái người nhắn cái dòng tin nhắn là cần đó là em gái ruột rồi đó. Thì cả nhà mong rằng là cả nhà với mọi người đó chia sẻ và thận trọng, nếu gặp ở đâu được đó, thì báo công an gần nhất để người ta xử lý. Và cái nhóm này nó liên tục nó xuất hiện sau lưng ông Sư Minh Tuệ và nó di chuyển liên tục theo ông Sư Minh Tuệ. Mục đích của tôi nói là gì, mục đích của tôi nói là chi thì chúng ta không biết được cả nhà, không hoàn toàn không biết được. Mục đích tôi nói là gì, sao mình biết được cả nhà? Không hề biết được, nhưng mình biết được một điều, những người hiện tại tới thời điểm này tìm đến ông Sư Minh Tuệ ha, tìm đến ông Sư Minh Tuệ là những người đều coi như có mục đích riêng cá nhân cho mình đó, đều có một mục đích riêng hết, nổi tiếng cũng có. Rồi bây giờ thêm cái nữa là mình có một cái dòng tin nhắn như thế này, trạng thái như thế này, thì mong cả nhà coi chia sẻ với em được không. Có một người á, bình luận trên kênh em như thế này thì em thấy em cần chia sẻ với mọi người, em cần chia sẻ với mọi người, em đọc cho mọi người nghe rồi mọi người sẽ coi cảm nhận với em như thế nào nha. Cảm nhận như em thế nào, coi như là cái người này hiểu Phật pháp, đạo pháp được tới bao nhiêu. Còn đối với em á, em nói thẳng ra, em nói thẳng luôn, em không có tìm hiểu đạo pháp, Phật pháp gì hết á. Ha, em không có tìm hiểu đạo pháp, Phật pháp, nhưng em tìm hiểu là lẽ sống, lẽ phải, em sống đạo lý làm người, đúng đạo lý làm người thôi. Thấy không? Ai cần thì mình giúp, ai khó thì mình giúp, thấy không? Coi như là mình á hả, sống đạo lý làm người như vậy thôi, chứ còn mà mình sống không có mà để tìm hiểu chân lý thì mình cũng chưa gọi là mình tu tập đó cả nhà, mình cũng không có thời gian nhiều nữa đó. Thì bây giờ mình chia sẻ một dòng tin nhắn như thế này thì mong cả nhà nghe xem. À, em nói trong những cái đoạn video trực tiếp của em thì em nói thì họ có bắt lỗi em như thế này, gì Trà Mai Văn, Trà Văn Mai, Trần Văn Mai gì đây nè, Trai Mai Văn, Trai Mai Văn 6058 bình luận như thế này, cả nhà nghe coi ha, hợp lý không ha? Cha mẹ là cha mẹ, còn Đức Phật là Đức Phật, không thể nói cha mẹ là hai ông Phật, đây là cái lầm lẫn là nhất của con người. Đức Phật ngày xưa không phải bỏ cha mẹ đi tu sao? Còn hai đấng sinh thành có tu gì đâu mà gọi là Phật. Kênh này nói không đúng, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Đây mới là câu đây mới đây là một câu mà người ta rất nhầm, rất người ta rất rất lầm lẫn.
thử đặt một câu hỏi lại từ trước đến giờ có ai thờ cha kính mẹ mà thành Phật không? Ngài Minh Tuệ cũng bỏ cha mẹ đi tu, mục đích giải thoát là để báo hiếu cha mẹ. Đó chứ có đâu mà ở nhà thờ cha kính mẹ mới là tu. Hiểu chữ tu như thế nào còn ở tiểu học. Cả nhà ha, bây giờ mình đọc lại nguyên văn luôn nè, nãy đọc là vấp nhiều quá. Cha mẹ là cha mẹ, còn Đức Phật là Đức Phật. Không thể nói cha mẹ là hai ông Phật. Đây là cái lầm lẫn nhất của con người. Đức Phật ngày xưa không phải bỏ cha mẹ đi tu sao? Còn hai đấng sinh thành có tu đâu mà gọi là Phật. Kênh này nói không đúng, tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Đây là một câu mà người ta rất rất lầm lẫn. Thử đặt câu hỏi lại từ trước đến giờ có ai thờ cha kính mẹ mà thành Phật không? Ngài Minh Tuệ cũng bỏ cha bỏ mẹ đi tu, mục đích giải thoát là để báo hiếu cha mẹ đó. Chứ có đâu mà thờ cha kính mẹ mới là đi tu, hiểu chữ tu như thế nào còn ở tiểu học. Cả nhà bình luận ở dưới xem cả nhà, bình luận như thế nào? Cái này phải như thế nào đây cả nhà? Cả nhà bình luận nha, cả nhà bình luận thử như xem như thế nào. Còn bây giờ á, em hỏi cả nhà một điều như thế này nè. Em hỏi cả nhà một điều như thế này nè. Đi tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu, đúng không? Ví dụ như cái câu này mình nôm na mình hỏi nè, tôi hỏi tất cả các quý vị, những người bỏ cha bỏ mẹ, tôi hỏi nha, mấy quý vị đi tu rồi ai thành Phật đâu, quý vị chỉ tôi xem, ai thành Phật đâu chỉ tôi xem. 2.500 năm về trước tôi không nói, Đức Phật tôi không nói, tôi nói cái câu là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn mình đi tu, đúng không quý vị? Tôi chưa nói một cái câu ngắn gọn thôi, cha mẹ mà sinh thành ra mình, cái đấng sinh thành ra mình mà mình còn bỏ một bên, mình đi tu rồi mình để giải thoát để độ chúng sanh. Đó là một cái câu nói rất là suông, thật sự luôn, độ chúng sanh rất là suông. Nếu mà mình là chân tu thật sự giống như ông sư Minh Tuệ vậy, thì chúng ta có thể là sau này ông thành chánh quả, đạt thành chánh quả rồi ông độ chúng sanh, thấy không? Chứ còn bây giờ tôi nói thật với mọi người, nói thật với xã hội, nói thật với anh chị em như thế này nè. Lúc cha mẹ mình á còn sống khơi khơi như thế này, phay phay như thế này, báo hiếu là ngay lúc này, đúng không? Còn quý vị, bây giờ tôi nói thẳng ra một câu như nè, cuộc đời á mình nghĩ đến chân lý, nghĩ đến nhân quả, nghĩ đến mà coi như là Phật pháp á, thì Phật pháp dạy cho mình được cái gì cô chú anh chị? Phật pháp dạy cho mình rằng là chân lý sống đừng làm ác hãy làm thiện, đúng không? Hay hoặc là đạo giáo nào cũng vậy, cũng đưa ta về con đường á thiện hết, không có đạo giáo nào dạy mình làm ác hết. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái gì cả nhà? Cái vấn đề ở đây là gì cả nhà? Cái vấn đề ở đây, cái người này tranh luận với tôi đó, có ai mà thờ cha kính mẹ mà thành Phật không? Vậy tôi hỏi ngược lại nè, vị bao nhiêu vị đi tu từ nhỏ tới lớn tới ngày mất luôn, chỉ tôi xem thành Phật đâu, đúng không? Đúng không? Chỉ xem, chỉ có những người người ta đi tu nhưng mà người ta thấy cho người khác thấy được là cái đấng chân tu không làm điều ác chỉ làm điều thiện, thấy những người đó cho chúng ta gợi cho chúng ta biết con người bớt ác, bớt sân si, bớt coi như là ganh ghét, bớt đố kỵ lại. Đó, cái giáo lý của Phật là như vậy đó cả nhà, đúng không? Tôi hiểu vậy thôi, tôi không có tìm hiểu nhiều. Cái giáo lý của nhà Phật là chỉ muốn con người ta sống chan hòa, sống biết yêu thương, sống chia sẻ, sống đùm bọc lẫn nhau, đúng không? Không sân si, không hại người, không mưu cầu lợi hại người mà lợi mình, là không làm điều đó. Chứ bây giờ cả nhà, nếu mà cái đạo lý nhà Phật đâu có coi như là dạy con người ta làm ác đâu. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta bỏ cha bỏ mẹ để mà mình đi tu, mà cha mẹ mình cực khổ, sống cực khổ, sống khó khăn, sống ngấy này kia nọ, trong khi đó mình
chỉ có một người duy nhất mà mình cũng không lo được cho cha mẹ nữa, rồi mình tu rồi có ý nghĩa gì cả nhà? Em hỏi cả nhà thật sự luôn á, mình tu có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì chứ. Đấng sinh thành ở đó mình chưa báo hiếu được, tu tập cái gì, đúng không cả nhà? Tu là báo hiếu, đúng, mình làm điều thiện, điều cái điều không làm điều ác, mình báo hiếu là báo hiếu, mình không làm mình không báo, không báo cha mẹ, thấy không? Mình làm điều ác, mình vi phạm pháp luật, cha mẹ mình lên đóng phạt thì có, đúng không? Mà bây giờ cái khán giả này tranh luận với mình rằng là hả, tôi cũng nói với cái vị khán giả này là tôi ở tiểu học là đúng, bởi vì tôi không có tìm hiểu Phật pháp gì hết trơn, nhưng mà tôi biết rằng là tôi có nghe bà ngoại tôi kể một câu chuyện, một câu chuyện đó là câu chuyện về cái người ở chùa đó. Khi mà một người đem cơm vô trong chùa dâng cho chùa giống như cúng dường đó, đó thì cái vị sư trong chùa đó hỏi là ở nhà cúng Phật chưa, ở nhà cúng Phật chưa, thì á cái người này nói á, Phật cúng cái khác chứ không cúng cái này. Nó nói không, hỏi ở nhà là cho Phật ăn chưa, ăn chưa, Phật ăn chưa mà đem vô đây đồ ngon không vậy. Cái nói là Phật cúng thôi chứ đâu có ăn. Thì nói không, hai ông Phật ở nhà cha với mẹ đó. Thì anh nói cha mẹ thì lát để về chiên hột vịt cho ăn, còn mấy cái thịt thà rồi vậy á thì coi như là đem vô chùa cúng dường cho có phước. Thì cái vị sư đó, hôm nay là bên đạo Khmer nha, tại vì bên ngoại em là Khmer, thì ngoại em bà kể là cái chuyện xưa đó, nói chung là ngoại thì mất rồi nhưng mà kể là chuyện xưa là mình nhớ lại. Ngoại mới nói là cái xong người này nó thôi đem vô chùa cho có phước cho sư sải rồi ăn có phước, nói là thôi nhà không có cái gì ngon, có cái gì ngon cứ để cho hai ông Phật ở nhà ăn đi, rồi ở trong đem vô chùa cúng gì cũng được, tấm lòng là được rồi, mà cũng có nhiều người, mà có nhiều người cúng dường mà đó, người ta chỉ, người ta còn chỉ như vậy nữa. Thì chẳng lẽ bây giờ á cô chú anh chị thờ cha kính mẹ mà làm mình sai sao, đúng không? Thờ cha kính mẹ mình không thành Phật à, thành gì, thành gì cả nhà? Không lẽ quý vị ra đường quý vị bất hiếu, quý vị bất hiếu xong quý vị bỏ đi tu, là bỏ cha bỏ mẹ quý vị đi tu ăn năn sám hối rồi quý vị thành Phật hay sao, đúng không? Đúng không nè? Cho nên á là khi mà em tranh luận bất kỳ cái gì với anh chị á, em chỉ tranh luận theo cái giống như là cuộc sống xã hội thôi, thấy không? Nhân quả thôi đó, nhưng mà không có tu theo cái đạo nhân quả nãy nha. Cái đạo nhân quả nãy là cả nhà nhớ chia sẻ mạnh mạnh giúp em. Nên cái câu nói là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ như mình đi tu, cái câu đó cũng đều đủ ý nghĩa mà cả nhà, đầy nghĩa mà, đúng không? Bây giờ á, mình quan điểm của mình như thế này, quan điểm mình là thực tế xã hội, thì bây giờ cả nhà thấy đi, cuộc sống này á, nếu các bạn sinh ra lỡ đi, lỡ một bạn nào đó là sinh ra thì không biết cha mẹ mình là ai, buồn không quý vị? Lớn lên thấy người ta có cha có mẹ buồn không? Buồn chứ. Người lỡ lớn lên một người có cha có mẹ rồi bắt đầu là bất hiếu, bạc đãi cha mẹ, rồi bắt đầu cái gì cũng đem đi chùa, gặp Phật thì lại, rồi gặp sư cũng lại, cái gì cũng lại, cái Phật pháp đồ là làm dữ lắm, cúng đồ làm ghê gớm lắm, trong khi đó cha mẹ ở nhà sống bạc đãi, ăn uống không điều độ, rồi hả không lo đàng hoàng cho cha mẹ. Và những người đó liệu có đi vô chùa đốt nhang thì có được phước không? Liệu cúng thiệt nhiều tiền hay hoặc là thiệt nhiều nhang, đốt thiệt nhiều nhang, người ta đốt 3 cây còn cái người này đốt 30 cây đi, liệu là quý vị có phước hay không? Trong khi đó quý vị sống bạc đãi với cha mẹ, đúng không? Đúng không cả nhà? Tôi có một người bạn rất hiểu về Phật pháp, tôi có nghe bạn này giảng về cái đoạn này rồi, nhưng mà tôi không có thuộc, tôi thật sự là tôi không có thuộc. Bạn này giảng về cái đoạn mà khi mà đi tu rồi còn là cha còn mẹ, thì coi cho nên á là bên chỗ đạo Phật á cũng cho rằng là ví dụ như là người ta cúng dường không lấy cho mình nhưng mà lấy để báo hiếu cho cha mẹ vẫn được nha. Đó, bạn này nói một đoạn đó thì tôi không có nghiên cứu đạo Phật, tôi không biết đúng hay không. Bạn này thì nghiên cứu hơn 10 năm thì bạn nói như vậy, bạn ngồi cà phê với tôi bạn nói như vậy.
Thì không biết quý vị ở đây theo tôi nói như vậy có đúng hay không, đúng không? Mình đi giờ mình đi tu đi chăng nữa, đi tu ở đâu, đi tu ở nước nào, bây giờ quý vị thật sự ra bạn này nói thờ cha thờ mẹ có ai thành Phật, vì quý vị cho tôi thấy đây, đi tu có ai thành Phật chỉ tôi xem, trừ 2500 về trước thôi, đúng không? Bởi vì người ta mới nói là Phật tại tâm, kính trọng nhà sư. Tại sao chúng ta kính trọng nhà sư? Vì nhà sư là mang cái hơi, cái hướng, cái tâm của Phật, cái giáo lý của Phật, cái đạo giáo của Phật, sống lương thiện, sống từ bi, đúng không cả nhà? Cho nên chúng ta phải kính trọng các vị sư là như vậy. Chứ còn mà ví dụ các vị sư á, cả nhà không thấy rằng là, bởi vì người ta nói là tôi tin đạo chứ tôi không tin kẻ có đạo, và người ta cũng nói thêm một câu là một chiếc áo không làm nên nhà thầy tu, đúng không cả nhà? Đôi lúc cả nhà không thấy là những vừa rồi cũng lâu lâu cũng có những cái chuyện mà trụ trì rồi thầy tu làm những điều sằng bậy đó cả nhà. Thì mới đây anh em YouTube mới chia sẻ một câu chuyện, một trụ trì của một ngôi chùa nào đó cũng đã coi như là sờ soạn giao cấu với một đứa cô gái nhỏ làm công quả, thì gia đình đang thưa công an rồi, mà gia đình cũng chia sẻ với anh em YouTube luôn rồi, quay lên đó cả nhà, sệt lên coi như là kênh Hải Miền Tây hay là cái gì gì Bất Bình này kia cái nọ đó, cả nhà sệt lên đó là cả nhà thấy một chủ trì đó chứ phải là không đâu cả nhà, nghe không? Cho nên á, một chiếc áo thì không làm lên nhà tu ha. Tôi tin đạo chứ tôi không tin kẻ có đạo, tôi có lý do của tôi chứ, đúng không? Quý vị cũng có lý do quý vị, quan điểm quý vị cũng có quan điểm quý vị, tôi cũng có quan điểm của tôi. Quý vị nói là bỏ cha bỏ mẹ đi tu thành Phật, còn tôi chứ thờ cha kính mẹ hơn mình đi tu, sống có hiếu sống chăng mà. Đạo Phật cũng dạy con người mình sống có hiếu mà, đạo Phật đâu có dạy mình sống bất hiếu đâu, không? Hoặc đạo giáo nào cũng vậy chứ, cũng đều phải dạy mình cái đầu tiên là phải có hiếu với cha mẹ, đúng không? Không đạo giáo nào dạy con người ta đi bất hiếu chứ, đúng không? Cho nên là khi mà các bạn này nói tôi ở phần tiểu học tôi chấp nhận, bởi vì tôi không nghiên cứu Phật pháp nhiều, tôi sống tôi không có đạo lý nhiều, tôi sống đúng cái nghĩa lý thôi, không đúng cái chân lý sống của con người thôi, chứ mình không có cần thiết mà phải đạo lý cho lắm mà sống như hạch thì làm gì cả nhà, đúng không? Đúng không? Cho nên đó là khi mà chia sẻ với cô chú anh chị em nè, có nhiều người á họ vô họ cào phím trong cái kênh của tôi, thì sao mạng xã hội mà thì 8 người thương cũng 2 người ghét, nhưng mà cái thể loại mà vô phím tôi cào á, ông Minh Tuệ là ông tu chứ còn tôi là tôi không có tu, tôi nói rõ tôi là không chưa có tu được, tôi còn sân si dữ lắm, múc tôi múc lại à cả nhà, hiểu không? Người em nói vậy, múc em múc lại à, em chả có ngán. Và em nói thẳng luôn, nếu mà đứng trước mặt mấy thằng khứa mà là coi như là mặc áo nhà tu mà có đâu như cạo chọc mà coi như là nói sằng nói bậy là em bụp liền, em chả nể nàng nào hết đó. Nói thẳng là vậy, em chỉ nể những người mà thật sự ta chân tu, nghe nhau không? Chứ còn mấy cái thằng mà lơ tơ mơ đối với tôi nói rồi mà, tôi tin đạo chứ tôi không tin kẻ có đạo, và tôi một chiếc áo không làm nên nhà tu, đối với tôi nó chuyện ra bình thường. Mà trong xã hội này đầy rẫy ra những cái thằng mà coi như là mượn đạo tạo đời, đầy rẫy ra đó chứ không phải là không có đâu. Ở nhà thấy vừa rồi đó, bao nhiêu thằng lên nói xàm nói đế, rồi nào là tóc của Đức Phật này kia kia nọ, ở nhà thấy đó, là mọi thứ nó làm gì cái gì, vì tiền chứ gì cái gì, ở ngục bị phạt không, bị phạt đó. Rồi cái thằng kia mà lên nói đạo lý này kia kia nó nói tầm bậy nó tầm bạ, ma phải cúng xà bông tắm ma hôi ma đồ, cái quý vị thấy không, bị phạt không? Phạt đó, chưa đâu quý vị. Hiện giờ có một câu chuyện người ta đang ì xèo trên mạng nữa kìa, đó là cái vấn đề là địa long. Địa long là cái gì? Là trùng đất mình đó, trị rất là nhiều bá bệnh của thằng khứa kia nó tiên truyền. Thì hiện giờ là những đơn thưa rất là nhiều cái vụ mà địa long này, mà chính ai, chính là những người con chiên ngoan đạo hay là con Phật tử gì của họ đó không biết nữa,
Những người đồng đạo gì của họ đó mua làm dữ lắm, bây giờ không hết bệnh, rồi có những người mà uống nó xong ra đi luôn kìa. Giờ người ta đang thưa ì xèo, đang lúc trên trang mạng đầy nè, quý vị coi đi, chờ xem trong thời gian tới thì quý vị sẽ thấy. Đừng có mượn đạo mà tạo đời ha. Phật pháp thì chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường ha. Đạo lý nhà Phật khi chúng ta nghe 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 cho nó suôn sẻ như vậy thì chúng ta biết, chúng ta sửa đổi thực hành theo là nó tốt cho cuộc đời mình, biết nhân quả, biết đạo lý, biết cách sống, biết chan hòa, biết chia sẻ, thấy không? Đạo Phật là dạy như vậy. Rồi á, có nhiều người á, đạo nhân quả của cuộc đời đâu nhìn thấy bằng mắt thường cả nha, nhưng nó sẽ có hậu quả chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Nhân quả thì làm sao ta biết được, nhân quả cái câu chuyện nó nói xa xôi dịu vời, nó ở đâu, nó vĩ mô, nó vĩ văn, nó ở sao sao á. Nhưng quý vị nhớ nè, nhớ nè, đúng không? Tôi với anh chị khi thấy ông Sư Minh Tuệ gợi cho ta là gì, sống buông bỏ, sống không tham lam, không nói dối, không trộm vặt, không rất là nhiều thứ mình buông bỏ được gì mình buông bỏ. Ông Sư Minh Tuệ ông cũng khuyên mình vậy, ông nói là cố gắng giữ năm giới rồi từ từ giữ tiếp 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 giữ tiếp giữ tiếp giữ tiếp, nhưng mà cuối cùng là chúng ta là được gì cả nhà, được lợi ích gì từ khi mà chúng ta học những cái đạo giáo lý của Phật pháp, được cái sự lương thiện, đúng không? Bởi vì có nhiều người á, họ họ cũng là một coi như là người xuất gia. Chúng ta thấy trong thời gian nhiều qua rất là nhiều người xuất gia, nhưng mà có làm sao cả nhà, vừa rồi báo chí đăng tải là cái hình ảnh của một trụ trì đã giao hợp giao khấu với một sư cô, cả nhà thấy không, bị camera bắt lại được đó, mà trên những cái trang web mà đen đó là nó xuất hiện tràn lan kia kìa. Thì ở đây là chúng ta nói cái gì cả nhà, chúng ta đang nói đến là chưa chắc gì cái người đó mặc áo thầy tu họ đã làm tròn cái đạo hạnh của họ đâu, đúng không? Có nhiều người giữ tròn đạo hạnh tới ngày mất, tiếng tâm họ vang rộng khắp năm châu bốn bể. Có nhiều người á, lợi dụng mượn đạo tạo đời, đến khi một cái thời điểm nào đó nghiệp quả nó tới, nó quật cho một phát thì nó lòi ra rất là nhiều thứ. Ngày xưa cách đây hai mươi mấy năm nha, hai mươi mấy năm, lúc đó tôi còn ở trên nông trại ở trên Bà Rịa Vũng Tàu, gần gần chỗ chân núi của Khứa Quan, là thường xuyên nghe đọc loa đó, là này cũng 10 triệu 20 triệu. Thời điểm đó người quý vị nghe tưởng tượng 10 triệu 20 triệu nó lớn cỡ nào, thậm chí đó, có nghe buổi trưa 50 triệu đó, 100 triệu 120 triệu, đòn nào cũng rất là lớn. Thì ở xung quanh đó có những mấy cái am, mấy cái cốc mà mấy ông mà tu tại gia này cái nọ đó cả nhà đó, họ thì mặc áo nhà tu nhưng mà hồi đó còn bia hơi với bia thui đó, họ cũng mua về họ kêu tôi qua uống ảnh ảnh mà rồi bắt phim đen giống nhau coi. Đó là có thiệt, cách đây hai mươi mấy năm. Những người đó giờ chắc cũng không còn, tại vì cái thời điểm từ tôi gặp lúc đó tôi mới là chỉ là thanh niên thôi, 18 đôi mươi, còn họ thì có thể là bằng tuổi tôi bây giờ 40 50 gì hết rồi. Họ vẫn ăn, họ vẫn nhậu ành 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 vậy đó, chứ họ vẫn mặc áo nhà tu, cũng đâu có biết được cả nhà. Bởi vì á, thầy tụng khác, thầy tu khác ha, tu sĩ khác là tu lẻ khác nhiều lắm, 84.000 pháp tu mà, đúng không? Đạo 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 Phật là tới 84.000 pháp tu mà, đâu có ai giống ai đâu, đúng không cả nhà? Cho nên thôi, ai giữ được đạo hạnh thì họ tốt, còn không giữ được đạo hạnh thì thôi ha cả nhà ha. Còn về á, những người mà muốn mà coi như là những việc của họ theo ý của họ, mình nói trái trái ý với họ thì họ bình luận bình phẩm là chuyện chịu, nhưng mà nói gì nói cái chân lý của tôi đó, tôi luôn luôn khuyến khích mọi người là luôn luôn có hiếu với cha mẹ, thế thôi, đúng không? Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt cả nhà nha. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha.
đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhào, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè đó, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù này sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị đó. Sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu so bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 à, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn, coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu so bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.